Hi, welcome back to my channel. Start getting go. Okay. Chưa quên hồi đồ mà. Let's go.
Let's go. See you.
Trong game này thì các bạn sẽ đi tìm tất cả những mảnh chìa khóa, và khi đủ mảnh chìa khóa thì các bạn sẽ đến điểm đích đầu tiên mà các bạn đang ở đó. Thì các bạn sẽ mở ra, và trong đó thì sẽ có một thứ, đó là quyển sách. Và quyển sách đó để các bạn tiêu diệt những con ma ở trong game này. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Slenderia Free Version. Let's go. Thank you.
Oh my god. Ok, đã thành công. Và tiếp tục các bạn sẽ sang level tiếp theo. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 9. Justin. Justin, equip room. Let's go. Wow, ngôi nhà khá là rộng luôn. Tầng 2 và tầng trên và tầng dưới luôn. Không biết có tầng hầm hay không đây. Một nơi khá là rộng rãi. Rộng vậy thì các bạn cũng không sợ ông ta bắt được các bạn nhá. Khi mà ông ta phát hiện ra các bạn ở đâu đó thì các bạn có thể chạy đi từ tầng trên xuống tầng dưới hoặc từ tầng dưới lên tầng trên. Thì bạn tiếp tục đi tìm kiếm tất cả những món đồ trong căn nhà này. Oh my god, wow. Cuối cùng thì cũng hy sinh rồi. Ok, và tôi kết tiếp theo. Làm đi qua. Thank you.
Oh my god, bà ta lại đang ở trên đây. Wow. Ok, và từ cái tiếp theo, let's go. Ok, đã thành công. Rồi, vào từ kênh tiếp theo. Wow.